Kết quả U20 nữ Nhật Bản 10-0 U20 nữ Việt Nam, không chịu nổi nhiệt. Đương kim vô địch Nhật Bản quá mạnh, U20 nữ Việt Nam không chịu nổi nhiệt. Trước một nhà đương kim vô địch có đẳng cấp vượt trội, U20 nữ Việt Nam đã nhận thất bại đậm trong ngày ra quân bảng B, vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. Bàn thắng U20 nữ Nhật Bản, Matsukubo 11-31, 44, Hijika 56, 64, Tetsujio 66, Sasaki 70, Sasai 73, Yoneda 83, Shirasawa 84. Nhật Bản rất mạnh nên huấn luyện viên Akira chủ trương chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch không hề nao nóng trước lối đà phòng ngự số đông của U20 nữ Việt Nam. Sự bình tĩnh trong các pha tổ chức kéo giãn đội hình đã giúp Nhật Bản có bàn thắng chỉ sau 10 phút khai cuộc. Bằng một pha phối hợp tổ chức bài bản, Matsukubo có cú cứa lòng đẹp mắt ghi bàn thắng, mở đầu chiến thắng đậm cho đội nhà. Sau khi có bàn dẫn điểm, U20 nữ Nhật Bản tiếp tục chơi lấn lướt. Matsukubo cho thấy là ngòi nổ sắc sảo trên hàng công khi ghi thêm hai bàn nữa ngay trong hiệp 1 cho đội nhà. Nhật Bản, áo xanh, quá mạnh so với U20 nữ Việt Nam. Trong hiệp đầu tiên này, U20 nữ Việt Nam chủ yếu phòng ngự, không lên được bóng. Dù vậy, các học trò của ông Akira cũng có một cơ hội ngon ăn ở phút cuối cùng nhưng rất tiếc. Bùi Thị Thương lại tân bóng vọt xà trong tình huống áp sát khung thành của U20 nữ Nhật Bản. Ở hiệp 2, U20 nữ Việt Nam không thể chịu nổi nhiệt trước các pha tổ chức tấn công của đối phương. Cùng với thể lực giảm sút nên các học trò ông Akira bất lực trong các pha tổ chức phòng ngự. Trong thế trận đó, U20 nữ Nhật Bản đã ghi thêm 7 bàn thắng nữa để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số đậm đà 10-0.